Rồi, xin chào anh em, rất vui được anh em trong cái clip mới ha. Hôm nay anh em cùng nhau vào mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem cách mà để mà bật gương, bật góc nhìn camera, di chuyển camera làm sao cho mấy mình quan sát được, giống như mấy cái clip mình làm vừa rồi á. Những người anh em comment hỏi mình đấy, hoặc là có phải gửi tin nhắn mình hỏi mình thì mình hôm nay mình giải thích cho anh em luôn. Bây giờ trước tiên anh em vào phần menu. Menu là cái này nè, cái ngón tay chỉ á, anh em vô đây. Rồi, anh em vào phần simulator setting. Đây nè ha, rồi click vô. Rồi anh em sẽ chọn phần simulation này, giờ em kéo lên, anh em sẽ chọn vô luôn, đánh dấu vào ba cái mục này, led, ray và middle ha. Đó, đó là chọn phần chọn gương đó. Rồi anh em trở ra, anh em vào new game, anh em chọn con xe đấy. Mình chọn lại xe đi. Rồi mình chọn cái map bất kỳ. Rồi mình load map. Rồi, bây giờ mình đã vào game rồi anh em. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà chỉnh gương nha. Rồi mình vào phần xe, vào trong cabin xe đi. Đấy. Đó, anh em thấy không? Bây giờ mình muốn nhìn gương thì mình nhìn qua bên. Thì gương này có thể nó không hoạt động nha. Chứ không phải lúc nào cũng hoạt động đâu, có lúc thông đó. Anh em nhìn hơi khó khăn xíu do cái tầm nhìn cũng hạn chế và cái phần này cũng hạn chế nè. Đấy, anh em muốn vậy anh em có thể nên vào cái phần cái hình cái chiếc xe đây nè. Khoan đấy, đây cái phần chiếc xe đó, anh em chọn cho cái ghế đấy. Rồi anh em có thể di chuyển, ví dụ như anh có thể di chuyển mình nhấn phím cộng trừ đây nè, nè. Để chuyển cái góc nhìn để qua lại cho thấy gương đúng không đấy. Ví dụ như mình nè, đó, qua lại, đó, đây, qua lại, đó, trên xuống, đấy, đó, qua lại, dần gần xa, đó, còn cái phím bên chỗ up down thì xuống, lên, cái phím một dưới thì mình chọn xa gần, đó, để mình nhìn gương, đó, anh em tùy anh em chọn nha, rồi, đấy. Đó là cái nhìn góc gương á, còn góc camera thì anh em bấm vô cái phần hai mũi tên qua lại này, thì nó di chuyển qua lại thôi. Đó, bấm cái là trở về, bấm qua đây, đó, nhìn gương, nhìn qua hai bên đường, ha, để mình di chuyển xe cho hợp lý ha. Còn trường hợp hai cái gương này mình nhìn không có rõ, thì anh em muốn nhìn gương trong cách khác cho nó dễ hơn, giống như trong cái game mà World Truck Driving Simulator, thì nên cho cái phần cà lê, phần cà lê, nha, tiếp theo. Anh em chọn cho cái một photo gì nè, mirror màu vàng á, được chưa? Đấy, thì đây á, thì đây anh em đánh dấu vô, bỏ đi. Thì giờ anh em đánh dấu cho cái led này nè, cái ray nè. Dù anh em muốn thấy hai gương phía trên mà cái màn hình mình á, anh em đánh dấu vô, đánh dấu vô này nha. Đấy, ok. Đó, đây là nó thấy không? Cái gương nè, một gương, hai gương. Đó, khi anh em chạy, di chuyển nó sẽ rất là dễ dàng cho anh em ha. Trường hợp anh em nhìn không thấy hai gương kia, để máy cái này đấy nè, di chuyển nè đấy, em thấy không đó. Đấy đấy, di chuyển đây rồi. Bây giờ có cái góc nhìn gương nữa, dù như bây giờ anh em không muốn nổi hai gương này nó nhìn nó xấu đúng không, nên em trả lại phần cái gale đi đấy, thấy chưa, em chọn cái mục cũ vô chỗ này rồi, anh em sẽ tắt, anh em sẽ chọn thêm một cái mục dưới đây nè, show when review cái gì đây, đấy, tiếng Anh đó đó. Đó anh em chọn cho đó, chọn cho đó. Rồi anh em bấm ok thì hai gương sẽ biến mất đúng chưa. Nhưng mà khi anh em mà đặt mà số dê á, số lùi á, bấm chữ R á, bấm chữ R thì nó sẽ có thổi gương lên nè, đó thấy chưa, anh em thấy không, khi bấm lùi á, thì gương hai gương sẽ nổi, còn khi mà mình mà để mình lùi xe cho nó dễ á, còn khi mình bấm nút tới, bấm nút D thì nó không còn nổi nữa, nó tiêu đúng không, là mình đã chọn tính năng này đó. Chỉ kích hoạt khi mà bấm số lùi á, vậy nè. Đó. Đó. Thì hàng năm chọn đó, còn như bình thường em muốn không có nhìn thấy gương hai gương đó thì em có bỏ chọn hết thôi, ví dụ như bây giờ bỏ chọn này luôn nè,
bao chân luôn, bao chân luôn, mình chọn cái dưới này đi. Đó. Bây giờ mình bấm lùi xe thì nó cũng không nổi đúng chưa. Đó. Đấy. 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 Rồi bây giờ mình muốn chuyển gốc cam để mình nhìn xe thì nên bấm vô cái hình chụp hình này. Nó di chuyển. Đó. Di chuyển. Còn cách nữa nên bấm vô cái phần mà cái kính lúp nè. Đấy. Lúp này bấm vô. Nó di chuyển nhiều góc nhìn cho anh em đúng không? Đấy. Nó đã góc nhìn thấy chưa? Kéo hai xíu đi. Hai xíu. Đã góc nhìn nè, thấy chưa? Đó, đã góc nhìn. Đó, muốn trở lại bấm cái hình này nè. Hình mà chụp á, đó nó sẽ trở lại bình thường. Đúng không? Anh em có thể di chuyển ngón tay vô hình để xem này xem kia. Đấy, anh em thích gì xem đó. Đấy. 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 Đó. Để em xem, rồi bấm cái nữa trở lại. Đấy, tự nhiên cách để mình di chuyển góc nhìn camera đó, thấy không? Bấm đây, bấm trở về, bấm đây, trở về. Là những mũi tên qua lại nè. Đó, em hướng dẫn cho anh em những anh em mới chơi mà đồ tông nha, anh em không biết cách để mà mình chỉnh gương, chỉnh góc nhìn camera, rồi những có clip cũ thì có hướng dẫn mà anh em không chịu xem á, yêu cầu làm lại hướng dẫn cho anh em mới chơi nha. Còn những anh em biết chơi rồi thì bỏ qua clip này không cần xem nha. Như ở đây á, mình lý nhất update cho cái bản Kia Rainbow thôi, nó cái vô lăng của Hyundai ha, vô lăng Hyundai đấy. Nữa là anh em đã mua xe được update nha, chứ còn không có mua xe thì không được update đâu, nhưng mà chỉ update trong nhóm thôi nha, cũng không có xe ra ngoài nha. Đấy. Cái cần số này là nó không hoạt động anh em nha. Khi mà xài số sàn nó cũng không có gạt ra luôn những mấy xe bên mấy xe khác ha. Đấy. Đó. Để mình nhìn vô cái phần dưới đây, cái lường nó còn cái vô lăng. À, hết vô lăng rồi. Cái vô lăng phía dưới này được fix rồi. Đó, đây, xe lần nữa thì chạy. À, được fix rồi đó. Không còn thấy vô lăng rồi đó. Đó là những cách cơ bản để em khi chơi game đồ tông nha. Còn những cái gì đó mình đã hướng dẫn rồi, hướng dẫn hết trên cái những cái clip mình bỏ lên YouTube này. Anh em có thể bây giờ xem lại nha. Đấy, còn có skin bị lỗi thì anh em cũng xem lại đi, cũng có clip hướng dẫn trên đó nha. Rồi tắt máy đi. Đấy. Chúc nhau thành công nha. Nó cũng đơn giản, khoan anh em từ từ dọc sẽ ra nha. Rồi, bye bye anh em nha.